Công can làm sâu kêu vừa chém vào nhà Mitsu. Một bài ý đồ rõ ràng là cân đôi đến từ game thủ chim sẻ nắng rồi. Em đang cầu nổ BA của xin lỗi, cầu nổ BE của Nam Sông Kiêu nhưng chưa thể lao vào được. Đang cầu BA Nam Sông Kiêu tuần này. Chờ đợi quân bên phía đội bạn gái, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu rồi. Chim sẻ nắng là người được cầm Mark C. Bên kia thì có Mitsu và Nam Sông Kiêu. Đây là bãi quả đầu đến từ game thủ chim sẻ, một bãi quả có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây ở trong trận đấu này. Nhà nhìn qua rất là khung nhá. Cặp đôi Nam Sông Kiêu Mitsu đang tạm thời đứng đầu bảng sau lượt trận đầu tiên với chiến thắng 9-1 trước bộ đôi anh Huy và anh Cường Nguyễn. Trong đó chim sẻ nắng và anh Bố Sam Sam nếu như mà thua vòng này thì gần như là không có cửa cạnh tranh ngôi vô địch rồi, không có cửa để vào trận chung kết. Và bên kia là Min Gách và Min Hoan và Greg. Và quân về phía bạn, anh em đợi chút để mình Min Hoan và Nam Sông Kiêu và Greg trong tay Mitsu. Trong đó trận đấu này thì anh Bố Sam Sam là người được cầm Greg này. Tôi sẽ bao lại một chút để cho nó đúng với trận đấu cái. Rồi. Anh Bố Sam Sam là người cầm Greg ở trận đấu này. Đây là bài Greg đang có bầy hiêu và bãi quả đầu. Chào tất cả anh em đang xem nha. Rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream. Hello anh em, hello mọi người. Ok, anh em đợi chút mình chia sẻ video livestream rồi cái. Dành cho những anh em nào mà hôm qua chưa xem thao tác tay của game thủ chim sẻ. Hôm qua thì mình chưa bình luận kèo đấu này nha anh em. Hôm qua thì chưa bình luận kèo đấu này. Bầy hiêu được đưa về ở trong bài đấu này dành cho con Max C của game thủ chim sẻ nắng. Một bài đấu mà đang có bầy hiêu đầu 1, 2, 3, 4, 5 con có quả phụ với bài cầm Max C này. Nhìn qua thì nhà rất là khung rồi. Cờ đánh trường ca đã gửi tặng em 75 sao nha. Rất mong anh em có thể cho xin một like, nút chia sẻ video livestream và anh em có thể comment chấm than 75 để có thể comment chấm than 75 và click vào hình ngôi sao phần bình luận để có thể tặng sao free cho em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và bài đấu mà đã có bầy hiêu, có quả phụ, có voi dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Đây là con hiêu được đưa về. Bài cầm Macedonia đang làm vòng đi dò để tìm thêm đồ ăn với bài đấu này. Hy vọng đồ ăn nó sẽ tươi tươi một chút để cho chim sẻ nắng có thể ép đời. Hôm trước thì chim sẻ nắng đã để thua trước bộ đôi Mạnh Hào Gman với tỷ số đó là 6-9. Và hôm nay sẽ đối đầu với Nam Sông Kiêu Mitsu. Bài của sẻ trận đấu đầu tiên này thì đang có vẻ khá là mốc bêu với 3 voi hiêu đầu quả phụ. Nhưng mà nói chung là để đối đầu với cặp đôi Nam Sông Kiêu Mitsu là một cặp đối đầu cũng khá là khó dành cho chim sẻ nắng cũng như là anh Bố Sam Sam. Khi mà đôi vai của chim sẻ nắng để gánh anh Bố Sam Sam thì nó là một cái gì đó rất là khê anh em ạ. Khá là khê. Đây là con voi đầu tiên được đưa về ở trong trận đấu này. Một bài đấu có tới 3 voi hiêu đầu và quả phụ. Và chào tất cả anh em đang xem nha. Mình là Bình Viên Hải Mario và hy vọng anh em có thể cho xin một like, một nút chia sẻ video livestream để cổ vũ cho bộ đôi chim sẻ nắng Mạnh Hào trong trận đấu này. Xin lỗi chim sẻ nắng và anh Bố Sam Sam, quen mồm chim sẻ nắng Mạnh Hào. Ngày 21 thì chúng ta sẽ có một giải đấu đó là Long Vũ gì nhỉ, tôi quên mất tên giải đấu rồi. Nhưng nói chung là một giải đấu dành cho cộng đồng A Việt Nam rất là mốc binh. Một giải đấu sẽ có sự góp mặt của các clan chuyên nghiệp với thể thức thi đấu đó chính là đồng đội quần chiến lượt đi lượt về, 4 lượt đi trận solo random và 1 lượt trận 4-4. Trong mỗi kèo đấu có cả lượt đi lượt về luôn, dành cho anh em nào đam mê, dành cho cộng đồng ai chúng ta. Bài đấu 4 voi đến chim sẻ đã đưa về đấy rồi. Đây là hai con voi được game thủ chim sẻ đang đưa về ở trong trận đấu này với một bài đấu được cầm Max C và giải quyết đôi voi này rồi. Hai voi sẽ nằm tại nhà chính của game thủ chim sẻ đang nữa. Bài 4 voi hiêu đầu và quả phụ rất là mắc binh với bài đấu này. Ad đầu đang được thiết kế đây, chúng ta sẽ cùng đá qua máy của anh Bố Sam Sam để xem bài vở của anh như thế nào. Bài Greg này của anh Bố Sam Sam đang có bầy hiêu về, ad đầu đã có, cũng có quả phụ như mặt 12 giờ, nhìn qua thế nhà cũng khung. Bên kia là một Min Hoan, một Greg thì bài này anh Bố Sam Sam nếu như mà về lý thuyết thì có thể đánh phù được. Và anh kích đời sớm đấy chứ. Và 8:06 bài 25 dân khá ổn. Có vẻ như hôm nay anh Bố Sam Sam đã rút kinh nghiệm rất nhiều sau lượt trận đầu tiên. Vâng, xây nhà bằng múa, vẫn một phong thái quen thuộc thôi. Còn ăn quả phụ có 5 cây ở đây. Một bầy hiêu đưa về, không biết anh còn đồ gì nữa không, nhưng tôi vẫn thấy anh đi dò. Đấy, hai thì anh đã kích rồi. Một bài đấu được cầm Greg đến từ anh Bố Sam Sam. Trong đó chim sẻ đang đưa con voi thứ 4 về nhà chính cho mình. Vâng, giải quyết con voi này luôn. Đây là con voi thứ 4 đến từ game thủ chim sẻ nhà BB để bo nhà rồi. Nhưng trận đấu này thì một vấn đề đơn giản với chim sẻ đó là vàng ngoài. Với bài cầm Max C, nhìn qua thì có thể khung nhà, nhưng vấn đề là vàng ngoài nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thi đấu của chim sẻ nắng thời điểm về sau. Em đang gom dần để chuẩn bị đóng nhà điều kiện rồi. Đây là BL và đây sẽ là BM đến từ game thủ chim sẻ. Một bài đấu kích ở cuối 9 nên đời sớm nhất bản đồ luôn. Bộ đôi bên kia là Mitsu và Nam Sông Kiêu rất là mạnh.
tính đời ở 9 phút 5x với bài đấu này. 25 dân của Maxe và đi ăn vàng. Toàn chào tất cả anh em đang xem nha, anh em comment gì đấy. Gần 300 anh em đang có mặt trên fanpage Mario Channel. Rất mong anh em thể cho chúng tôi xin một like, một nút chia sẻ video livestream. Hello anh em, hello mọi người nhá. Rồi cơ cấu bãi vàng này thôi, và anh cùng xem chim sẻ đang sẽ đối đầu với game thủ nào ở cánh của mình. Cánh của anh muốn Sam thì một lát nữa chúng ta sẽ xem sau. Đang lên công giáp cho ngựa giò ở trong trận đấu này rồi. Ở trong giải đấu này thì sẻ sẽ không lên kênh anh Trường Ca. Giải đấu này thì em sẽ bình luận lại các trận đấu có sự có mặt của anh thủ chim sẻ nào. Đây rồi, như vậy là vòng 6 đó chính là game thủ Nam Sông Kiêu ở trong trận đấu này. Hôm nay thì vào 11 giờ thì các game thủ của Clan FPS sẽ có màn leo top ở trên GTV trên Gplay. 21 này thì giải của cộng đồng AOE giải chuyên nghiệp anh ạ. Với thể thức solo và 4-4, và như vậy là Nam Sông Kiêu đánh thẳng cung A trong trận đấu này. Chào anh Vương Tuấn nhá, chào anh Trịnh Trường nhá. Ôi em phát lại kèo tối qua anh Trường Hà ơi. Và đang nhận được đồ bơm đấy thì anh bố Sam Sam 1L. Và dường như Sẻ đang muốn tăng L2 ở trong trận thiếu này. Và em phát lại kèo tối qua của Sẻ và anh bố Sam Sam ạ. Bài Nam Sông Kiêu quả đôi này, đang khung hốc để đánh cung A. Với một bài cầm Minwan có tê thủ bên trong, Sẻ đang cố gắng đưa con giò vào và đang dâng hai dân lên. Hình như là... map này đánh rồi này, map hôm qua đánh rồi này. Vâng, cái map này là map mà anh bố Sam Sam là người được cầm con... Phải không nhở? Có phải là cái map mà anh bố Sam Sam là người được cầm Kata đánh ấy không nhở? Đánh cung A một váy không nhở? Và tham lai đơn số là 28 trên 32 đến từ cái vụ chim sẻ. Không, hình như không phải map đó. Hình như không phải map này, đúng rồi, không phải map này anh em ạ. Sẻ muốn công ca, không phải map này, xin lỗi anh em mình nhầm. Chào anh Nguyễn Tiến Nam nhá. Chào anh Diêm Đức Huy. Hello anh em. Một bài chui hốc đến là Nam Sông Kiêu và Sẻ đang tạt sang để chém chị Du. Và sẽ có tình huống công ca vào nhà Nam Sông Kiêu. Đây là bãi vàng của Nam Sông Kiêu này. Đây rồi, một bài chị Du đánh y. Vâng, chưa phung nhà thì Sẻ đang lọt vào với hai con chém. Có một chém thủ đến từ Minh Du. Cố gắng lọt nhà của chị Du ở trong trận đấu này. Sau đó thì sẽ quay trở lại nhà của Nam Sông Kiêu với những con chém của Max C. Đang lao vào bên trong để chém dân đội bạn Shin Ka rồi. Hôm nay thì chị Du vẫn chưa bo được nhà. Và vẫn chưa bo được nhà đến từ Minh Du và đang kéo dân ra để có thể có y đỡ. Nhận được vàng đến từ anh muốn Sam Sam bơm cho và đang chém được khá nhiều dân Minh Du S khi mà chị Du chưa bánh xe. Một bài không phải là bài khung nhà đến từ chim sẻ khi bên kia Nam Sông Kiêu là người đánh cung Nga. Và sẽ không có ai công sẻ ở thời điểm đầu. Giải này em không tham gia anh ạ. Giải này em tham gia vô địch chặt luôn. Xin cái tuổi luôn. Chào 400 anh em nhá. Rất mong em cho xin một like và share. Sẻ đang chém được rất nhiều dân của chị Juliet ở trong tình huống này. Và đang có một pha công ca vào nhà của game thủ Nam Sông Kiêu. Lên chém 4 luôn. Một bài cầm Maxe đi công ca. Bởi vì đơn giản là ca Maxe nó sẽ rất là rẻ. Nhưng chị Du đang có y. Và giải cùng xem liệu rằng Sẻ có công ca được vào nhà của Nam Sông Kiêu trong tình huống này hay không. Bài chị Du vẫn đang giữ được bãi vàng và giữ được khoanh ruộng. Ca đã ra rồi. Và bắt đầu ném. Viên đầu tiên chết một dân. Viên thứ hai chết thêm dân nữa. Và viên thứ ba thì chưa làm được gì. Có lẽ Sẻ nên tụ khoảng độ 2 đến 3 con ca để có thể lao vào nhà Nam Sông Kiêu. Đây là những con y của Mizu, vừa công ca Nam Sông Kiêu vừa chém vào nhà Mizu. Một bài ý đồ rõ ràng là cân đôi đến từ game thủ chim sẻ nắng rồi. Em đang cẩu nổ BA của... Xin lỗi, cẩu nổ BE của Nam Sông Kiêu nhưng chưa thể lao vào được. Đang cẩu BA Nam Sông Kiêu tuần này. Và cần phải cẩu hết BA Nam Sông Kiêu luôn. Cung A đạm thời đang có hai con ở đây. Nam Sông Kiêu đang sửa. Và tuần này thì lọt rồi. Và lọt vào nhà đối phương với những con chém mang xe đồ nhàn. Và tỷ số là 1-0 dành cho chim sẻ nắng và anh bố Sam Sam. Một trận công ca rất tốt đến từ game thủ chim sẻ nắng đã đem về chiến thắng ra một bài chém hai nhà khi được cầm con Max C. Rất bất bình đến từ game thủ chim sẻ và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Ngay trận đấu đầu tiên thì chim sẻ nắng đã mang đến cho chúng ta một màn công ca tưng bừng và đem về chiến thắng. Rất mong anh em có thể cho chúng tôi xin một like, một nút chia sẻ video livestream và hy vọng anh em có thể comment.tham75 hoặc click vào hình ngôi sao phần bình luận để có thể tặng sao free cho em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em ấn nút theo dõi fanpage nha anh em. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi.